Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ClickBuy Channel. Và trên tay mình đây là Oppo Reno 6Z, chiếc điện thoại mới nhất của nhà Oppo. Và video này sẽ là một video trên tay. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài những cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của chiếc điện thoại này, để nếu như các bạn nào có quan tâm thì có thể biết rõ ràng hơn trước khi mà quyết định mua chiếc điện thoại này. Và nếu như các bạn đã quan tâm tới những chiếc smartphone thì có thể tìm hiểu tại ClickBuy thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ đi từ ngoài vào trong và chúng ta sẽ đi đến cái phần là thiết kế cũng như là ngoại hình của chiếc điện thoại này trước. Và cái cảm giác đầu tiên mà khi mình cầm chiếc máy này là nó rất nhẹ, nó cực kỳ nhẹ luôn. Nó nhẹ như vậy là bởi vì khung viền cũng như là mặt lưng của nó đều làm hoàn toàn từ nhựa. Và được làm từ nhựa thì nó nhẹ thật đấy, cầm thoải mái thật đấy, nhưng mà nó rất dễ bị xước dăm cũng như là khi bị rơi xuống nó rất dễ bị móp. Nó không chắc chắn bằng những cái chất liệu được làm bằng kim loại, nên đây cũng có thể nói là điểm cộng cũng như cũng là một điểm trừ trên chiếc máy này. Đó là về phần chất liệu, còn về ngoại hình thì các bạn cũng thấy rồi là cái mặt lưng này của nó làm rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Mặt lưng này của chúng ta thì khi tiếp xúc với ánh sáng ở những góc độ khác nhau thì nó có thể đổi màu được, rất là thú vị, tránh là cái sự nhàm chán khi mà điện thoại của chúng ta chỉ có một màu sắc. Cộng thêm nữa thì mặt lưng này còn được làm nhám, tránh cái việc là để lại mồ hôi cũng như là dấu vân tay trong cái quá trình các bạn sử dụng. Và nó còn tăng được cái độ bám cũng như là giảm sự trơn trượt như trên là những cái mặt lưng được làm bóng. Và nói chung là cái cảm giác cầm nắm cũng như là trải nghiệm sử dụng trên chiếc Oppo Reno 6Z này thì cực kỳ sướng. Nó rất là nhẹ, nó rất là bám, rồi cái mặt lưng cũng rất là đã. Nên cái cảm giác cầm nắm thì mình đánh giá là chiếc Oppo Reno 6Z này là ở cái mức tốt. Và ở phần mặt lưng thì chúng ta cũng còn một cái điểm nhấn nữa, đó chính là cụm 3 camera được đặt trong một cái module hình chữ nhật như thế này. Và cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 64 megapixel, một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel, và một camera macro có độ phân giải là 2 megapixel. Nếu chỉ xét ở cái số lượng cảm biến thì chiếc Oppo Reno 6Z này còn ít hơn chiếc Oppo Reno 5 một cảm biến đo độ sâu có độ phân giải là 2 megapixel. Nhưng mà cái cảm biến đo độ sâu này thì mình lại thấy nó không quá là quan trọng. AI của chiếc máy này hoạt động khá là tốt, giúp chúng ta có thể chụp ảnh chân dung một cách khá là chính xác. Và cái khả năng xóa phông của nó mình thấy là cũng rất ok. Nó nhận diện chủ thể khá là tốt cũng như là nó xóa phông ít bị lem vào trong chủ thể. Tiếp theo là tới camera chính, thì camera chính trên chiếc Oppo Reno 6Z này nếu chụp trong môi trường đầy đủ ánh sáng thì cho chúng ta những bức ảnh rất là rực rỡ, màu sắc rất là bắt mắt, cũng như là cái độ chi tiết cũng khá là ổn. Còn trong môi trường thiếu sáng cũng như là chụp đêm thì mình đánh giá là nó chỉ ở mức khá mà thôi. Và chúng ta còn có thêm một camera góc siêu rộng nữa, giúp cho các bạn có được nhiều sự lựa chọn hơn trong các tình huống khác nhau. Và quay ra mặt trước thì chúng ta cũng sẽ có được một cái màn hình có thiết kế đục lỗ khá là quen thuộc. Và ở cái màn hình này thì mình thấy là viền hai bên cũng như là viền trên đã khá là mỏng. Chỉ có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ, đó là cái viền dưới vẫn hơi bị dày một chút mà thôi. Điều này thì nó chỉ là một cái yếu tố phụ mà thôi, nó cũng không quá là quan trọng. Và cái chủ yếu của chúng ta là cái trải nghiệm trên cái màn hình này. Chiếc Oppo Reno 6Z của chúng ta thì sẽ có màn hình có kích thước là 6,43 inch, tấm nền là AMOLED, cùng với đó là độ phân giải Full HD Plus. Và theo bản thân mình thì kích thước màn hình này cũng khá là hợp lý, nó không quá to và nó cũng không quá nhỏ. Cộng thêm là tấm nền AMOLED và độ phân giải là Full HD Plus, nên là những cái trải nghiệm giải trí ví dụ như là xem phim, xem video, lướt TikTok hay là chơi game của các bạn trên chiếc điện thoại này là mình thấy là khá là tuyệt vời, khá là tốt rồi. Và nếu mà để chơi thì đúng là có một điểm trên cái màn hình này mà mình hơi thất vọng, đó chính là màn hình của nó chỉ có tần số quét là 60Hz chứ không được 90Hz hay là 120Hz. Và với mức giá của nó là hơn 9 triệu, mình đã hy vọng là ít nhất có một cái màn hình có tần số quét là 90Hz để cho được những cái trải nghiệm mượt mà hơn, trơn tru hơn. Tuy là không có màn hình có tần số quét cao nhưng mà Oppo Reno 6Z vẫn hoạt động rất là mượt mà và trơn tru với ColorOS 11.1 chạy trên nền tảng là Android 11. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có ở đây là con chip Dimensity 800U cùng với đó là 8GB RAM, nên là tất cả những cái tác vụ cơ bản hàng ngày ví dụ như là lướt Facebook, vuốt, chạm hay là mở app thì cái tốc độ phản hồi của nó cũng rất là nhanh, rất là mượt mà. Còn đối với những cái tác vụ nặng cũng như là chơi game thì những cái game ví dụ như là Liên Quân hay là Tốc Chiến thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể chơi được một cách rất là bình thường. Còn những cái game nặng hơn ví dụ như là PUBG Mobile thì các bạn sẽ không thể nào mở được một cái setting quá là cao, cũng như là những cái trải nghiệm chơi PUBG Mobile trên chiếc máy này thì nó chỉ nằm ở cái mức mà mình đánh giá là khá mà thôi. Và mình sẽ chơi thử tựa game PUBG Mobile trên chiếc Oppo Reno 6Z này để các bạn có thể thấy được rõ ràng hơn về cái hiệu năng của nó. Và mới vào chơi thì mình cảm thấy tất cả mọi thứ rất là bình thường, không có bất kỳ một cái hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Nhưng mà các bạn chơi trong một thời gian dài, các bạn chơi game lâu thì nó sẽ có những hiện tượng xuất hiện, ví dụ như là giật lag rất là khó chịu, khiến cho trải nghiệm chơi game của các bạn bị ảnh hưởng khá là nhiều. Còn về phần dung lượng pin thì chiếc máy của chúng ta sẽ được trang bị một viên pin có dung lượng là 4310mAh, giúp các bạn có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng trong một ngày với những cái tác vụ cơ bản thông thường. Và chiếc máy này còn có hỗ trợ sạc nhanh 33W, giúp các bạn có thể sạc đầy máy trong một thời gian là tương đối ngắn.
Tổng kết lại, với hơn 9 triệu thì chúng ta sẽ có được một chiếc máy với thiết kế là cực kỳ đẹp, với một màn hình vừa đủ tốt để cho các bạn có thể sử dụng, một camera chất lượng và một hiệu năng có thể đáp ứng đủ cho các bạn trong những cái nhu cầu sử dụng hàng ngày. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho YouTube của ClickBuy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.